thời gian qua để tạo điều kiện cho các em học sinh hộ nghèo thuận lợi trong việc học trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19. Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố đã tích cực huy động nhiều nguồn lực để hưởng ứng chương trình Sóng và Máy tính cho em. Đây là sự hỗ trợ thiết thực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục theo đuổi ước mơ con chữ đến nơi đến chốn. Với phương châm có sóng, có internet đến tất cả các hộ gia đình, có máy tính cho các em thuộc các hộ nghèo, có giá cước phù hợp cho các máy tính. Chương trình tiếp sức đến trường được mặt trận các cấp tổ chức trong thời gian qua, tập trung kêu gọi các tấm lòng mạnh thường quân hỗ trợ trang thiết bị như điện thoại thông minh, SIM 4G hay miễn phí gói cước internet để các em có đầy đủ điều kiện để tham gia học trực tuyến. Đây là món quà ý nghĩa để con đường đến với tri thức của các em học sinh hộ nghèo không bị gián đoạn trong bối cảnh dịch bệnh. Trước đây thì em học thì có lúc thì mạng bị yếu, do nên là có tiết thì nghỉ. Em thấy là mình rất là may mắn khi mà nhận được món quà từ Ủy ban Nhân dân mặt trận tổ quốc, giúp cho việc học trực tuyến của mình nên dễ dàng hơn. Từ ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình Sóng và Máy tính cho em đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng xã hội. Hàng ngàn học sinh được hỗ trợ trang thiết bị học trực tuyến đã góp phần bảo đảm công bằng trong việc tiếp cận với phương thức dạy và học mới này. Khi nhận được sự hỗ trợ thiết bị về học tập, thì em cảm thấy rất là vui mừng và xúc động. Và đây là một sự đại diện cho sự quan tâm của các lãnh đạo về việc học tập của các học sinh nghèo. Không chỉ riêng tại thành phố Đà Nẵng, với hàng triệu máy tính và hàng nghìn tỷ đồng được ủng hộ trên khắp cả nước, chương trình Sóng và Máy tính cho em đã giúp cho học sinh hộ nghèo được học hành, được tiếp cận với tri thức để mở ra các cơ hội thay đổi cuộc sống ngay trong bối cảnh đại dịch.